đánh giá xe Honda HR-V 2022. Trong bối cảnh các đối thủ trong phân khúc SUV đô thị như Kia Seltos, Toyota Cross, Hyundai Kona đang làm mưa làm gió trên thị trường, Honda HR-V 2022 đã chính thức lộ diện với màn lột xác ấn tượng, hứa hẹn sẽ tạo thêm sự sôi động cho phân khúc hiện đang rất hot. Sau khi ra mắt tại quê nhà Nhật Bản, Honda HR-V thế hệ thứ 2 sẽ sớm cập bến Đông Nam Á vào quý 4 năm nay. Thái Lan sẽ là thị trường đầu tiên đón nhận HR-V 2022, sau đó có thể sẽ đến Việt Nam. Giá bán của Honda HR-V 2022 chưa được tiết lộ. Tuy nhiên như thường lệ, khách hàng sẽ khó có thể kỳ vọng Honda HR-V 2022 có giá mềm. Không chỉ HR-V mà đa số các mẫu xe của Honda đều có giá rất cao. Khách hàng sẽ rất dễ nhầm lẫn Honda vừa cho ra mắt mẫu xe hoàn toàn mới, bởi không có đường nét cũ nào ở thế hệ đầu tiên được sử dụng lại. Tổng thể HR-V 2022 trông rất cứng cáp, trẻ trung và cuốn hút hơn hẳn. Đôi má của HR-V 2022 cũng được làm mới hoàn toàn, góc cạnh và sắc sảo hơn, đi kèm là công nghệ chiếu sáng full LED. Thông thường đèn LED ban ngày sẽ được bố trí ở viền dưới cụm đèn trước, nhưng HR-V mới lại nằm phía trên trông rất lạ mặt, ấn tượng. Nếu tinh ý, khách hàng sẽ nhận ra phần nắp capo của HR-V 2022 đã phẳng hơn trước. Đó là nhờ khu vực mũi xe được tinh chỉnh lại với kiểu dáng đứng thẳng, cao và vuông vắn hơn. Bên cạnh đó, Honda còn thể hiện sự tinh tế khi hạ thấp cụm đèn sương mù xuống cản trước trông như hốc hút gió. Honda HR-V 2022 trông rất cuốn hút với kiểu dáng lai cúp thời thượng gây ấn tượng mạnh đến những khách hàng trẻ. Viền cửa sổ trên HR-V 2022 cũng được làm mới với vuông vắn hơn thay vì bo tròn như trước. Để tăng thêm sự mạnh mẽ, hãng xe Nhật Bản đã trang bị bộ vành mới 5 chấu kép sơn 2 tôn màu cá tính với kích thước 18 inch lớn nhất phân khúc. Các vòm bánh xe cũng được nhấn mạnh bằng những đường gân dập nổi tạo nên sự kết hợp ăn ý với bộ la răng. HR-V 2022 bắt trend rất nhanh khi sở hữu cụm đèn hậu có thiết kế liền mạch bằng một dải LED khiến khách hàng dễ liên tưởng đến những chiếc xe Audi. Cản sau cũng được chăm chút kỹ lưỡng với phần ốp 2 tôn màu đen trên bạc tương phản. Dựa theo hình ảnh ra mắt tại Nhật Bản, HR-V 2022 vẫn chưa được trang bị cảm biến lùi. Bù lại, xe đã được bổ sung tính năng đá cốp giúp khách hàng chất đồ dễ dàng hơn khi hai tay đang bận xách đồ. Khoang nội thất của Honda HR-V 2022 có thể thấy vật liệu nhựa cứng vẫn được sử dụng rất nhiều. Điều này khiến một số khách hàng tỏ ra hơi thất vọng bởi họ chưa cảm nhận được sự cao cấp. So với thế hệ trước, khoang lái mới mang đến cái nhìn hiện đại hơn với màn hình tablo có thiết kế dạng đứng thay vì in chìm. Các cửa gió điều hòa được tái thiết kế liền mạch, góp phần tăng cường tính thẩm mỹ. Các khu vực đều được bố trí gọn gàng, tách biệt tạo cảm giác rộng rãi, thoải mái. Honda chưa tiết lộ trục cơ sở mới của HR-V 2022, nên độ rộng rãi ở khu vực để chân sẽ khó hình dung. Tuy nhiên chắc chắn khoang cabin mới sẽ thoáng đãng hơn, nhờ sự bổ sung của cửa sổ trời cỡ lớn. Nhiều khách hàng tỏ ra lo lắng khi độ dày của lưng ghế sau đã được làm dày hơn trước gây chật chội. Tuy nhiên, phía Honda đã xác nhận sự thay đổi này, vẫn đảm bảo đủ không gian để chân và khoảng cách với ghế trước. Để tăng thêm tính tiện nghi, mẫu xe ô tô nhà Honda còn được bổ sung tính năng ghế Magic Seats, cho phép gập nhiều chế độ để tiện cho việc chở hàng. Ngoài ra, hàng ghế sau còn được bổ sung cổng USB tại cửa gió điều hòa. Danh sách tiện nghi trên Honda HR-V 2022 vẫn chưa được công bố đầy đủ. Trước mắt, một số nâng cấp mới đã được tiết lộ gồm: màn hình giải trí nâng cấp lên 9 inch tích hợp Honda Connect, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây, trang bị loa tweeter trên cửa sau, toàn bộ hệ thống loa được tinh chỉnh lại giúp tái tạo âm thanh chất lượng hơn. Động cơ, Honda chỉ công bố HR-V 2022 sẽ có hai tùy chọn động cơ gồm 1.5 lít DOHC, IVTEC và phiên bản E-HEV Hybrid kết hợp động cơ với hai motor điện. Các phiên bản cao cấp của Honda HR-V 2022 sẽ được cập nhật gói trang bị an toàn Honda Sensing, gồm nhiều tính năng hiện đại như Cruise Control thích ứng với tính năng dừng và đi, hỗ trợ giữ làn cùng, đèn pha thích ứng, phanh khẩn cấp khoảng cách ngắn, hạn chế đạp nhầm chân ga, giám sát điểm mù, nhận dạng biển báo giao thông, camera 360 độ. Dù các thông tin vẫn chưa được công bố đầy đủ, nhưng có thể cảm nhận rõ sức nóng mà Honda HR-V đang tỏa ra. Nhiều khách hàng Việt Nam, sau khi xem màn ra mắt HR-V 2022 tại Nhật Bản đã cảm thấy phấn khích, chờ mong phiên bản có thể sớm về nước. Tuy nhiên, nếu Honda Việt Nam vẫn sử dụng chiến lược giá bán cao, thì HR-V 2022 cũng sẽ rất khó khăn trong việc tiếp cận khách hàng. Cảm ơn bạn đã xem video, nhớ bấm like và đăng ký kênh để được xem video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.